Đêm ngày 27 tháng 10 đánh dấu một ngày trầm lắng của các cu lề. Họ bước vào trận đấu với Bayern Munich chỉ còn mang tính chất thủ tục mà chẳng còn bất cứ một chút hy vọng nào. Bởi Inter Milan đã chính thức bước vào vòng 1/16 sau khi đánh bại Pizen trước khi trận đấu trên sân vận động Nou Camp diễn ra khoảng 1 giờ đồng hồ. Mặc dù đã bị loại, tuy nhiên các cổ động viên vẫn đến sân khá đông để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Xavi Hernandez. Nhưng Blaugrana có vẻ như họ đang chia tay UEFA Champions League theo một kịch bản không thể tệ hơn. Hai bàn thắng từ rất sớm của Choupo-Moting cùng với Sadio Mane đủ để khiến cho các cu lê tắt màn hình vô tuyến và đi ngủ sớm. Và đương nhiên với người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng vậy, họ sẽ chuyển kênh và theo dõi những trận đấu khác. Bởi kết quả trên sân vận động Giuseppe Meazza đã chi phối khá nhiều đến cuộc đối đầu giữa Bayern Munich và Barcelona. Trận đấu tại Nou Camp diễn ra với một thế trận một chiều. Bayern Munich với sự tự tin và một tâm lý thoải mái đã dễ dàng chiếm được ưu thế trước đội chủ nhà. Những cơ hội lần lượt xuất hiện ngay từ đầu trận đấu. Tình huống mắc sai lầm của Jules Koundé cú pha băng lên tham gia tấn công của Goretzka là bàn đạp để giúp hùng xám xứ Bavaria mở tỷ số. Khi ở phút thứ 10, Gnabry đã có pha chọc khe xé toang hàng thủ Barca, tạo điều kiện cho Mane dùng tốc độ băng xuống dứt điểm tinh tế hạ gục thủ môn Stegen. Mặc dù tiền đạo người Senegal đã xuất phát sau Hector Bellerin, tuy nhiên cầu thủ người Senegal vẫn có tình huống bứt tốc tuyệt vời. Trong những phút tiếp theo, các cầu thủ Bayern Munich vẫn là những người làm chủ cuộc chơi và họ đã tạo ra không ít sóng gió về phía khung thành của Barca. Lần lượt Mane, Gnabry rồi Choupo-Moting bắn phá. Có vẻ như đại diện đến từ nước Đức, họ không hề muốn buông tha cho những trái tim đang bị tổn thương sâu sắc trên khán đài sân vận động Nou Camp. Tình huống đáng chú ý tiếp theo được diễn ra ở phút thi đấu thứ 19. Sau khi Choupo-Moting đã có pha đập nhả 1-2 rất nguy hiểm với Gnabry trước khi tung ra cú sút đi chệch khung thành. Barca họ đã có vài tình huống lên bóng tương đối có ý đồ. Tuy nhiên sức sống là điều chúng ta không hề thấy từ những vệ tinh trên hàng tấn công. Với việc không tận dụng được những tình huống lên bóng, thầy trò huấn luyện viên Xavi sau đó phải nhận trái đắng. Khi ở phút 30, các cầu thủ Bayern Munich họ đã triển khai tấn công với tư thế 3-2 và rất nhanh, Gnabry đã thể hiện được nhãn quan tuyệt vời sau khi anh đưa trái bóng rất vừa vặn lên phía trên cho Choupo-Moting. Để rồi sau đó, tiền đạo người Đức đã rút điểm gọn gàng đánh bại André Ter Stegen, nâng tỷ số lên 2-0 cho hùm xám. Vào phút cuối hiệp thi đấu đầu tiên, Lewandowski đã kiếm về một quả penalty sau pha gài người khôn ngoan với De Ligt. Tuy nhiên sau khi xem lại VAR, trọng tài Anthony Taylor đã cho rằng trung vệ của Bayern Munich đã chạm nhẹ vào bóng, nên đó không phải là tình huống phạm lỗi và cơ hội ngon ăn duy nhất của Barca cũng vì thế mà trôi qua. Sang hiệp 2, Bayern Munich thậm chí còn nhường lại thế trận, nhưng Barca vẫn không thể làm gì được. Tệ hơn, khi Blaugrana còn suýt chút nữa bị thủng lưới lần thứ 3 sau pha cứ lòng của Gnabry ở phút 55, những bàn thắng không được công nhận do lỗi về vị. Trong khoảng thời gian còn lại, dù đã rất cố gắng, nhưng các học trò của huấn luyện viên Xavi vẫn không thể một lần làm lưới của thủ thành Utrecht rung lên. Thậm chí họ còn bị thủng lưới một lần nữa ở phút 90+4 do công của Benjamin Pavard. Kết thúc trận đấu, những gương mặt thất vọng cùng với một bầu không khí u ám đã bao trùm Spotify Nou Camp. Bởi các cu lê đã kỳ vọng rất nhiều vào mùa giải năm nay, khi con số hàng trăm triệu euro mà Juan Laporta đã chi ra cho kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua không phải để cho Barcelona xuống chơi ở Europa League, mà Champions League mới là mục tiêu mà ban lãnh đạo muốn hướng đến. Tuy nhiên giờ đây, sau khi trải qua 5 trận đấu tại cúp C1, các cu lê dường như đã ngộ ra quá nhiều điều. Họ cần một huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm hơn, họ cần bổ sung nhiều vị trí trong đội hình hơn, và đặc biệt là chưa bao giờ các cổ động viên của Barca họ lại nhớ Messi đến vậy. Hãy nhìn em Pulga tỏa sáng cùng Paris Saint-Germain vào ngày hôm trước trước Maccabi Haifa, thì liệu ban lãnh đạo của họ có tiếc nuối không sau khi để cầu thủ người Argentina ra đi dễ dàng như vậy vào mùa hè năm 2021. Trận thua này cũng giải quyết được nhiều điều. Barca họ vẫn để dậm chân ở vị trí thứ 3 với 4 điểm sau 5 trận. Và đương nhiên tấm vé xuống chơi tại Europa League đã chuẩn bị cho các shipper giao đến tận tay họ. Mùa thứ 2 liên tiếp phải xuống hạng, Barcelona đang trải qua một kỷ nguyên đáng quên dưới thời của Xavi Hernandez. Kể từ khi chiến lược gia người Tây Ban Nha quay trở về Nou Camp, các cu lê đã từng rất hy vọng rằng đây sẽ là người có thể giúp Barcelona tìm lại được đúng với bản sắc của câu lạc bộ. Cũng là một người không thể tuyệt vời hơn để giúp khơi dậy lối đá tấn công tổng lực mang đậm màu sắc tiki-taka của thập niên trước. Tuy nhiên giờ đây, sự chờ đợi của các cổ động viên đã trở thành công cốc. Xavi thực sự quá non nớt, nhìn vào cách mà Barca họ làm chủ thế trận trước Bayern, Inter hay Pizen, nhưng rồi kết quả nhận về là những thất bại. Có vẻ như ở thời điểm này, ban lãnh đạo của Barca gần như cần xác định lại hướng đi của câu lạc bộ. Các cu lê họ cũng đang rất cần một Pep Guardiola hay Luis Enrique quay trở lại. Và họ cũng rất cần một ai đó có thể khỏa lấp được bóng dáng của Lionel Messi. Xuống chơi tại đấu trường UEFA Europa League,
là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên đây có thể là một giải đấu phù hợp để giúp Barcelona có thể nhìn nhận lại chính bản thân mình. Cũng là giải đấu mà Xavi có thể học hỏi được kinh nghiệm. Việc mới chỉ dẫn dắt được Barca vỏn vẹn chưa đầy 2 năm tại đấu trường châu Âu đã khiến cho chiến lược gia người Tây Ban Nha dường như không thể nào thích nghi nổi với cường độ của bóng đá hiện đại, nơi mà những mảng miếng chiến thuật luôn được đề cao. Khả năng tùy cơ ứng biến là điều luôn luôn phải nằm trong suy đoán của họ. Hãy nhìn vào bài học của Graham Potter đủ để hiểu hành trình để trở thành một nhà quản lý xuất sắc là gian nan đến nhường nào. Chiến lược gia người Anh đã lặn lội ở giải hạng tư Thụy Điển, sau đó giúp câu lạc bộ này thăng một mạch lên giải vô địch quốc gia và dự Europa League. Sự nghiệp tên tuổi đã có, ông bắt đầu quay trở lại Anh làm việc. Và sau 4 năm dẫn dắt chim hoàng biển, Graham Potter xứng đáng có được vị trí tại chiếc ghế nóng của câu lạc bộ Chelsea. Và chúng ta có thể cảm nhận được ông đang tận hưởng những giây phút của mình tại đấu trường Champions League. Đau để trưởng thành, đó là cụm từ dành cho Xavi Hernandez nói riêng và cho cả tập thể Barcelona nói chung. Họ đang còn rất trẻ, những Gavi, Pedri hay là Ansu Fati còn chưa bước qua tuổi 20. Đây là một độ tuổi chưa chín muồi và họ không phải vội vàng. UEFA Europa League là một sân chơi không phù hợp với một câu lạc bộ danh tiếng như Barca. Tuy nhiên các culé hay bất kỳ ai cũng phải ý thức được rằng tập thể này họ đang đập đi xây lại. Bây giờ họ cần nền móng để phát triển trong tương lai. Và việc quay trở lại với cúp C2 đôi khi lại là một điều tốt cho Barca. Nơi đây sẽ phù hợp với những cầu thủ trẻ và một huấn luyện viên non nớt như là Xavi có thể học hỏi được nhiều điều. Barca họ cần 2 năm, 3 năm, thậm chí là 5 năm để quay trở lại thời kỳ hoàng kim của mình trước đây. Về Arsenal hay Manchester United cũng vậy, họ cần phải đợi hàng chục năm để tìm lại ánh hào quang. Vì vậy, chẳng có lý do gì mà các culé họ không đợi được. Chấp nhận sự thật và hướng về phía trước là điều mà Barcelona họ phải làm lúc này. Thất bại ngày hôm nay và trưởng thành ngày mai. Tập thể mà Blaugrana đang sở hữu trong tay có nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Và ở thời điểm này, Xavi cần thêm thời gian để trau chuốt những con người này và biến họ trở thành một tập thể mạnh mẽ trong tương lai. Vì vậy thời gian chính là điều mà các culé phải chấp nhận. Sự ra đi của Lionel Messi có thể xem như là kết thúc kỷ nguyên vĩ đại của một Barcelona thống trị châu Âu. Vì vậy đã đến lúc Barca cần phải thay đổi và cũng đã đến lúc các cổ động viên xứ Catalonia phải làm quen với điều đó. Đã từ rất lâu rồi, chúng ta mới thấy UEFA Europa League trở thành sân chơi quen thuộc của Barcelona. Nhưng ai rồi cũng sẽ quen thôi. Tiếng nhạc của cúp C2 được vang lên mỗi tuần trong sự tổn thương của các culé. Và giờ đây, Barcelona họ cần quay trở lại với mặt đất và bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến hết video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, nhớ để lại một like và một subscribe channel Bình Luận Viên Mai Anh Tài nhé. Đó là nguồn động lực to lớn để tụi mình có thể ra tiếp những video chất lượng hơn nữa trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.